chào các bác. Tôi lại quay giới thiệu các bác một mẫu lọc của thương hiệu Lotte đến từ Hàn Quốc. Lotte này thì nó là của LG Hàn Quốc các bạn. Nội địa thì nó gọi là Lotte. Có mã là 960. Mẫu lọc của tôi cũng bán với giá 2,8 triệu đồng. Về chất âm thì nó không quá kém so với những cái con lọc in cao tôi đã bán 3,3 triệu và 3,5 triệu. Bởi vì nó giá nó rẻ hơn, bởi vì hình thức nó không đẹp bằng thôi. Chứ chất âm nó không khác, không kém là bao đâu, có khi ngang ngửa các bạn. Đặc thù các mẫu lọc Hàn Quốc thì tiếng nó rất nhạy, tép rất sáng và bát căng. Nghĩa chỉnh cái là nó có tác dụng ngay. Đây tôi đang cắm vào đường line. Cắm vào đường line thì mình phải ấn cho cái này nó ra. Thì ấn vào là đường tép thì nó sẽ không nhận tín hiệu, mình phải bỏ ra để đường line mới chạy. Nghĩa lọc này nó chạy được hai đường vào âm thanh, cả đầu đĩa CD1 và đầu đĩa CD2, hoặc là cắm điện thoại hoặc là TV cùng loạt một lúc. Thì mình ấn vào đây để nhận tín hiệu. Đây trên này nó có các chế độ sẵn này. Pop, dốc, disco, classic, movie, flat. Flat là chỉnh ngang, còn deep play là kiểu nháy. Nó cũng nháy loạn xạ này, điệu đà lắm. Đây là các chế độ lưu. Số 1 M1 memory mà. Số 2, số 3, số 4. Còn đây là lên xuống chỉnh khuôn nhạc. Còn đây sang trái sang phải. Đây tôi bật lên. Lên xuống rồi. Sang trái sang phải. Để flat nhé. Lên xuống đấy. Cái lọc này thì mới đầu mình không sử dụng được ngay đâu, mình phải chỉnh thì mình mới biết được. Đây, cái này là hai cái phím bên dưới này là sang trái sang phải, còn trên là lên xuống cái sang trái sang phải. Đây, các bạn nhìn con trỏ nó ở đâu này. Con trỏ sang trái sang phải này. Đấy, nhấp nháy theo tôi bấm đó. Sau tôi lên xuống này, xuống này. Lên này. Tôi sang trái sang phải này. Lên này. Lên này. Lên. Hàng ship đi toàn quốc. Các bác đến mua hàng tận nơi hoặc là có thể chuyển tiền vào tài khoản tôi 1 triệu tôi gửi hàng qua bưu điện tiếp theo. Hàng sẽ mang đến tận nơi cho các bác. Thường bất kể các cái đồ điện tử gì các bác dùng các bác phải tự bấm thì các bác sẽ nhớ được. Bởi vì bấm nó không hỏng được đâu. Bấm thì nó mới ra được, mình nhớ được. Vì tự mình làm thì mình mới nhớ được. Trên lọc về để tôi quay mặt sau bác xem nào. Đây nó còn có cả chữ tiếng Hàn mà bên người Hàn người ta dùng trước rồi này. Kiểu nó đánh dấu. Nó đánh dấu cái gì ấy. Đây đổ người ta. Đổ không bị gì bởi vì không vỡ được các bác ạ. Đây. Hình thức vẫn còn rất đẹp, góc cạnh. Vì bất kỳ cái đồ nào của tôi nhập thì hàng cũng phải đẹp thì tôi mới nhập. Nha. 2,8 triệu đồng. Có cạnh không bị sứt mẻ thế nào đâu. Hàng đẹp long lay. Bẩn chưa lau chùi hết rồi. Đây, tôi quay mặt sau các bác xem.
Đây còn cả chữ Hàn người ta dùng, người ta ký hiệu kiểu gì của người ta. Đây, công suất là điện 220, công suất 8,4 ohm, à 8,4 W, hai đường vào âm thanh. Đây là đường vào này, đây là đường ra, đây chắc là đường vào thứ hai CD tape này, đây là đường line, còn bên này đường tape các bác ạ. Thường thì các cái này nó chỉ một đường ra là ở đây thôi, còn hai đường vào, một đến hai đây. Nói chung thì các bác cứ cắm là nó sẽ ra thôi mà. Cái lọc này thì nó vỏ bằng nhựa, à tôn này, tôn, đoạn này làm bằng tôn này. Cái đằng này nó làm bằng nhựa, bên xung quanh thì làm bằng nhựa. Mặt trên thì là tôn, bên cạnh thì làm bằng nhựa. Nên nó không nặng, nó nhẹ thôi. Cái quan trọng là chất âm mới, còn vỏ viết thì quan trọng. 2,8 triệu các bác. Xuống chợ ngại ngùng gì hỡi em, xuống chợ, xuống chợ, xuống chợ với em, ấy là chàng trai con vô về. Dòng phố chẳng hay phố, mà sao chẳng hay phố, đường xa nắng đỏ mà chúng em vẫn vui, chân đi bên em mà chẳng nói được gì. Các cái nhớ này là họ chưa chỉnh, vẫn để ở khuôn ngang hết. Vâng, tôi xin nhắc lại với giá 2,8 triệu đồng. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Hàng Minh Audio bán tại tòa V3, chung cư Văn Phú Victoria, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Lotte đó chính là LG của Hàn Quốc, bên nước bên nội địa của họ.